cơ sở đấu khu 10 Tuấn xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Lúc này là 7 giờ tối thứ năm ngày mùng 10 tháng 9 năm 2020. Hiện tại thì trên màn hình quý vị đang xem đây thì chúng tôi đang bốc xếp hai cái món sản phẩm để đi bàn giao cho một chú khách hàng, đó chính là chú Nguyễn Đình Xuân. Chú đến từ đường Lê Văn Lương, Lội Thành, thành phố Hà Nội. Thì hai cái sản phẩm chú lấy của chúng tôi ngày hôm nay là một chiếc sập ngũ phúc cũ tái chất liệu bằng gỗ hụ ta Quảng Bình, bản VIP, kích thước là 1m70 x 2m1. Và cái món sản phẩm thứ hai đó chính là một bức tranh Vinh Quy Bái Tổ chất liệu bằng gỗ hụ, kích thước là 2m17 x 1m07, được khảm ốc Singapore, bức Vinh Quy Bái Tổ. Thì hai cái món sản phẩm này thì sau khi mà chú Nguyễn Đình Xuân đã theo dõi cửa hàng của chúng tôi được một thời gian cũng khá là lâu rồi, thì chú đã quyết định là chốt ngay trong buổi chiều ngày hôm nay. Thì như yêu cầu của chú thì chúng tôi cho dù là tối rồi nhưng mà chúng tôi bọc luôn và cho xe luôn để đi ra lắp đặt tại nhà cho chú ngay trong buổi tối ngày hôm nay. Thì do trong Nội Thành, thành phố Nội thì không vào được ban ngày, thì nó tức là cũng cấm xe tải vào, đâm ra chúng tôi phải đi tầm chiều tối như này. Thì đây là một trong những cái sản phẩm rất là VIP của cơ sở Bùi Tú của chúng tôi. Thì quý vị nào mà thực sự có nhu cầu mà muốn sở hữu một trong những cái món đồ gỗ nội thất theo lối cổ truyền mà tương tự như hai cái món chúng tôi đang bán cho chú Nguyễn Đình Xuân đến từ đường Lê Văn Lương, thành phố Hà Nội này, thì có thể liên hệ trực tiếp cho chúng tôi qua số điện thoại là 0985 230 888, hoặc có thể về tại cái địa chỉ là số nhà 33 đường Đại Phùng 2, Đan Phượng, Hà Nội. Thì hai cái món sản phẩm này của chú Xuân thì chú tặng con gái đó, chú tặng con gái hai cái món sản phẩm này thì cũng rất là tuyệt vời luôn. Thì hai cái món sản phẩm này nếu mà để kê vào trong cái không gian mà nhà trong Nội Thành thì nó cũng rất là chật thôi, nhưng mà để mà kê vào thì không gian thì cũng rất là đẹp và ấm cúng luôn. Thì nhân dịp đây thì cửa hàng Bùi Tú của chúng tôi rất là chân thành cảm ơn chú Nguyễn Đình Xuân đến từ đường Lê Văn Lương, thành phố Hà Nội đã tin tưởng và ủng hộ cơ sở Bùi Tú để mua ủng hộ hai cái món sản phẩm này. Thì nhân dịp đây cũng xin được kính chúc chú là luôn luôn là mạnh khỏe, gặt hái được thật nhiều thành công trong cuộc sống. Và quý vị xem video clip của chúng tôi thì nhớ đừng quên là đăng ký và subscribe kênh Đồ Gỗ Cũ Bùi Tú để có thể tiện cập nhật và theo dõi những cái sản phẩm mà chúng tôi đang nghe. Và rất cảm ơn quý vị đã theo dõi hết cái video clip của chúng tôi. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những cái video clip tiếp theo. Xin chào.